tới toàn thể quý khách quý một bài hát mến khách của người Đông Hò. Để mở đầu cho mỗi một ca hát thì những điều chỉ của bạn chúng em không thể bỏ qua ca hát mừng nước mừng trời, vì mừng nước người xưa nói đôi ta nâng chén ngàn lời, trà thắt thất lực cả người ngón tay, vì mời trầu người xưa còn bảo trời xanh cao trắng trong hồng, vô pha với nghĩa thuốc nồng với duyên. Mấy khi khách đến trên nhà nước thắt quạt nước hoa trà mẹ để xe, chào ngày quý vợ người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Trân trọng kính mời toàn thể quý khách quý cùng đến với chị hai, chị ba, xin chào đón toàn thể quý khách quý qua câu hát mời nước mời trời, hay còn gọi là khách đến chơi nhà. Trân trọng kính mời quý khách quý chúng ta cùng bài hát. Thank you.
Và vâng, và kính thưa quý vị khán giả, trong giờ những phòng chủ của học viện đã chào đón cả buổi quý quý qua một câu hát đón và đón khách, qua câu hát khách đến chơi nhà. Và sau đây một lần nữa những người làm chương trình cho em xin được cả trân trọng kính mời anh Mai sẽ lên trên sân khấu sẽ đôi lời phát biểu với cả buổi quý quý. Xin được trân trọng kính mời anh. Xin lần lượt chào mừng tất cả mọi người và các bạn đã đến dự hội nghị tổng kết của hội đọc sách ngày hôm nay. Sau đây thì hội sẽ đưa vào cái chương trình. Thì tôi có bài nói thì là mời mọi người lên chung của cả hội ở đây. Thì ở đây có các chụp cho mọi người. Và sau đó thì anh Trường anh sẽ đọc tên giới thiệu từ công ty của mọi người đại diện của công ty nào đấy sẽ đứng lên cho mọi người biết thôi, thì là vì tôi mai tôi cũng không đọc được thì anh chờ anh sẽ đọc. Thì là thì sau đó thì ta sẽ nâng cốc rồi là chúc mừng hội nghị. Thế thì sau đây thì là mời mọi người cứ đọc lên, ta có thể chụp ảnh kỷ niệm trước cũng được để chờ mọi người còn thiếu nữa. Thì sau đó là ta đến ta sẽ nâng cốc xong vậy. Thì là muốn mọi người lên trên này thì chụp một cái nấc để ta xếp đặt để thợ ảnh và thợ quay ra làm sẽ chụp ảnh. Thế thì mọi người cũng cứ bố trí lên để chờ đợi cho đủ người nữa, vì cũng vẫn còn đang thiếu một số công ty. Thế thì là mời mọi người lên để chụp ảnh nhá. Thế là rồi, vậy xin mời. Thank you.
với những ký tự đến với sự tháo vát bản văn của những người phụ nữ Việt Nam nói chung và những người phụ nữ Bắc Ninh nói riêng qua một sáng tác từ nhạc sĩ Cát Phương và khúc Những Cô Gái Trèn Quê Hương Văn Hòa. Kính thưa các quý vị, để mở đầu cho các em hát tình nữ điều trị của chúng em không thể bỏ qua câu hát Mời Nước Mời Trầu. Nhưng đứng trước một bữa tiệc vui như thế này thì những điều trị của họ chúng em không thể bỏ qua câu hát Mời Rượu Rằng. Sắp chén rượu tàu, đổi đi thời tiết uống vào thời xe, thành lần nước mối nước gừng, gừng tay mối mặn, xin đừng quên nhau. Và em xin được trân trọng kính mời toàn thể các anh các chị chúng ta cùng ra rượu và cùng đắm cùng say với những điều trị của nào cho em qua câu ca Mời Rượu, tay tìm chút chén rượu tàu. Và trước khi những điều trị của nào cho em mời rượu thì xin em xin được trân trọng kính mời toàn thể các anh các chị chúng ta cùng có thể là đứng dậy được không ạ? Xin trân trọng kính mời toàn thể các anh cùng đứng, các anh các chị cùng đứng dậy và cùng nâng ly. Và em sẽ đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng rơi vào một đúng được không ạ? Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể các anh cùng đứng dậy đi ạ. Hãy cùng nâng cái ly rượu của mình lên ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời các chị. Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Thank you.
rất nhiều sức khỏe và rất nhiều may mắn ạ. Cảm ơn chúng tôi rất là nhiều. Nhưng mà vẫn tình cảm quá nhé. Xin chào cảm ơn rất nhiều. Xin sức khỏe là để các anh. Chúc anh cùng tiểu tượng quan điểm ạ. Dạ vâng, và kính thưa đồng thể với những quý và quý vị vừa cùng tắm cùng say với điều chỉ của người trung ương đã tiếp cận tới tầng bàn thờ của bàn thể quý vị quý của mình với nhiều điều để chúc quý vị quý có một cái tuyệt diệu thì vui vẻ và thật ngon miệng hơn và công an lời diệu tay chân chúc chén rượu đào. Go!
chân này. Em xin mời anh Mạnh ạ, sẽ lên phát biểu. Dạ vâng, và sau đây em xin được trân trọng kính mời anh Mạnh, hội trưởng của Hội Hóa chất Hà Nội sẽ lên phát biểu tổng kết. Em xin được trân trọng kính mời anh. Và xin toàn thể quý vị quý hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã. Đón chào anh Mạnh được không ạ? Trân trọng cảm ơn quý vị. Rồi, trước hết tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã có chút thời gian đến đây để dự cái buổi giao lưu của ngày hôm nay của Hội Hóa chất Hà Nội. Thế thì trong năm qua tôi có tóm tắt là Hội Hóa chất thì cũng đã đi làm được một số những cái công việc như là đi vào trong Hòa Bình, trong để làm cái việc thiện nguyện và giúp đỡ cho vùng lũ lụt, thì cũng đã quyên góp được hơn 300 triệu để ủng hộ cho huyện Lệ Thủy Quảng Bình. Và sau đó thì hội cũng có một đoàn lên trên Hà Giang để ủng hộ cho một cái trường tiểu học của vùng dân tộc nội trú của huyện Đồng Văn. Đấy là một hoạt động trong năm qua. Thế thì xin mọi người cứ chúc mừng uống, nhưng mà tôi có ý kiến để mọi người lắng nghe một chút nhá. Tức là tôi có ý kiến như thế này, tức là trong năm nay thì tôi đang có một cái ý kiến là như thế này, tức là mọi người sẽ tham gia ủng hộ một cái quỹ vào trong hội để hội xã xây dựng một số cái phòng học cho cái khu dân nghèo ở miền vùng sâu vùng xa. Thì cũng là sau này thì là rất mong tôi sẽ lập một cái tài khoản của công ty và tài khoản của hội, và mọi người sẽ đóng góp thì là cái này là tùy, để sẽ xây dựng một hai cái phòng học cho vùng
dân nghèo của miền núi. Đấy thì thực tế mọi người cũng rất khó khăn, chúng ta cũng bớt chi tiêu một chút và ủng hộ làm cái thiện nguyện này. Đấy thì là ý kiến của tôi như thế nữa. Và hôm nay đóng góp ấy thì là có các công ty, là có 5-6 công ty lớn ủng hộ, như là công ty Vũ Hoàng ủng hộ 5 triệu và công ty cho anh Tuấn VNT là ủng hộ 5 triệu và công ty Việt Hoa thì cũng đã ủng hộ 4 triệu và một số công ty thì phần lớn là ủng hộ từ 1 triệu đến 2 triệu. Cái này thì ta sẽ đưa vào quỹ của hội để sau đó thì là kêu gọi mọi người đóng góp là để xây dựng một cái vài cái môi trường. Thế thì có một cái điều như này, tức là lần này chỉ gói chọn, hôm nay là có khoảng hơn 60 công ty và 120 người đã tham dự ở đây đại diện cho các công ty. Thì là rất cảm ơn một lần nữa là mọi người đã có chút thời gian đến đây để coi như là giao lưu với lại là anh em. Rất mong mọi người là cũng sẽ cạnh tranh lành mạnh để cùng phát triển. Thì rất nhiều bạn trẻ còn mới là khởi nghiệp thì mong rằng là mọi người cũng sẽ giao lưu ngày hôm nay và để mở rộng cái việc kinh doanh của mình. Thì sau đó thì rất mong mọi người cũng công ty nào có điều kiện như nào thì ta cũng sẽ ủng hộ để xong là hội sẽ xây dựng một một số cái phòng học và ta sẽ mang tên của hội mình, thì lúc đấy sẽ được thông báo cụ thể. Thế sau đây thì anh Trường anh sẽ thông báo đến là tức là giới thiệu từng công ty một, thì đại diện cho từng công ty ta đứng lên để cũng biết được là một số công ty tham gia ngày hôm nay, tức là có khoảng hơn 60 công ty. Thế trong phía Nam thì có rất nhiều công ty muốn tham gia, thế nhưng trong ý kiến của mọi người là năm nay sẽ không mở rộng nữa, thì chỉ những số công ty ở ngoài Bắc. Thế chỉ có công ty Gia Lâm hoạt động ở phía Nam, thì tôi có mời cho anh Liêu và anh Liêu cũng ủng hộ 3 triệu cho hội. Thế thì là đấy là thông báo với mọi người như thế. Được. Thế còn trong việc xây dựng cái quỹ của xây dựng ấy thì anh Liêu của công ty Gia Lâm thì cũng đã nói là sẽ ủng hộ cho quỹ của hội để sau này ta sẽ xây dựng. Rồi, thế sau đây thì anh Trường sẽ thông báo cái đến mọi người, giới thiệu đến từng doanh nghiệp tham gia ngày hôm nay. Xin mời anh Trường. Vâng, anh Lưu ở công ty Gia Lâm và đang trong Sài Gòn ủng hộ 500 đô và có cái quỹ để xây dựng phòng học cho các cháu ở vùng cao. Rất là cảm ơn anh Lưu ở công ty Gia Lâm. Rồi, tiếp đây là một số cái hình ảnh của hoạt động của Hội Hóa chất Hà Nội hoạt động trong năm 2020. Và như chúng ta hy vọng là sang năm 2021 chúng ta sẽ có nhiều những hoạt động thiện nguyện nhiều hơn với cộng đồng của Việt Nam. Vô chừng các bạn muốn giao lưu direct trực tiếp cũng không thông tin tiếp là cả mỗi thứ từ công ty đã đây này. Người ta đứng hết rồi, có ai ngồi không thì OK, mọi người ơi, cho mình xin 5 phút nữa, cho mình xin 5 phút nữa để mình hoàn thành đốt cái chương trình của bác Mạnh giới thiệu từ công ty một. Cho nên đề nghị các bạn ngồi xuống một cái. Alo, thôi bây giờ xin mọi người về chỗ ngồi cái ổn định để giới thiệu một công ty như bạn này. Nó chưa không như này chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được cái chương trình. Sau khi còn rất nhiều thời gian để mọi người có thể giao lưu, cho nên là mọi người về chỗ ngồi. Sau đó là chỗ anh Trường sẽ đọc tên từng công ty, thì công ty sẽ đứng lên để coi như là để biết mặt đại diện cho từng công ty một, và vì hơn 60 công ty nó cũng có thể chắn mắt đến một tiếng. Cho nên mọi người về vị trí, sau đó thì công bố xong thì mọi người sẽ lại lên tiếp tục để giao lưu là cho nó thoải mái, vì còn nhiều thời gian để mọi người giao lưu nhá. Xin cảm ơn rất nhiều. Tức là mọi người về vị trí ngồi nha. Chỗ anh Nghĩa với lại anh Sơn kìa. Về vị trí xin mời anh Trường. Về vị trí xin mời các mọi người về vị trí ngồi cái đi để giới thiệu cho công ty nhá. Mất 5 phút để ngồi về vị trí cái để chúng tôi giới thiệu các cùng công ty một. Chỗ anh Sơn kia còn rất nhiều thời gian anh Trường. Xin mời mọi người về vị trí ngồi giúp cho cái đi.
về chỗ để giới thiệu nhá, xong là ta lại ngồi giao lưu và bật nhiều thời gian. Xin mời mọi người về ổn định tí thì nó dễ hơn, để làm nốt cái công việc và để giới thiệu từ công ty. Chúng ta đến đây mà phải biết mặt và biết từ công ty một thì đây thôi mà em trường gặp mọi người. Rồi các bạn đây mình xin 5 phút nhá. Thực ra nó sẽ là 25 phút đấy, không phải 5 phút đâu. Bây giờ mình gặp đến tên công ty nào thì mời đại diện của công ty đó đứng lên nhá. Thế thì các bạn nên chú ý để chúng ta biết nhau vì chúng ta có hơn 60 công ty. Thế thì làm giới thiệu và anh Nguyễn Văn Mạnh, công ty cổ phần công nghiệp hóa chất công nghiệp miền Bắc. Đại diện của anh Tiến, công ty VNT. Anh Nguyên, công ty Hoàng Phát. Anh Cường, công ty Hóa Nông Sinh. Chị Bích, công ty Tân Tiến. Anh Nghĩa, công ty Hoàng Nghĩa. Anh Phúc, công ty Cường Việt. Anh Dũng, công ty Hóa Chất Công Nghệ Mới. Anh Tuấn, công ty Huy Hoàng. Anh Trường, công ty TNT. Anh Trường, Max Quốc tế. Anh Trường, Hóa chất Vận tải Hóa chất Hà Nội. Anh Trần Tuấn Sơn, công ty Việt Sơn. Anh Trung, công ty Tiến Vinh. Anh Hưng, công ty Khánh Duy. Anh Vinh, công ty Trang An. Anh Cường, công ty Toàn Phương. Anh Hùng, công ty H2 Trang. Anh Tuấn Linh, công ty H2 Trang. Chị Tâm, công ty An Bình Giang. Anh Hải, công ty Kim Ngưu. Chị Dung, công ty Hoa Tiến. Không biết bạn nào ở bên công ty Tiến Phát. Anh Dũng, công ty Nhật Minh. Anh Bá, công ty Việt Mỹ Hà Nội. Anh Khiêm, công ty Hóa chất Việt An. Chị Hương, công ty Nam Anh. Anh Ngân, công ty Vũ Hoàng. Chị Quế, công ty Phúc Hưng. Anh Huy, công ty Đại Từ. Anh Đồng, công ty Thắng Lợi. Anh Cường, công ty Hòa Hưng Phú. Anh Hưng, công ty Bình An. Anh Bình Kim Vương là anh nào nhỉ? Bình Kim Vương 3 người. Rồi ok, thank you. Anh Giỏi, công ty Tân Long Thành. Anh Quang, công ty IQ Việt. Chị Lý, Hóa chất Đức Giang. Anh Hảo, công ty Hoàn Hảo. Rồi. Anh Thìn, công ty Quảng Lợi. Anh Bình, công ty Hóa chất Toàn Cầu. Có chưa ạ? Quảng Lợi có chưa? Toàn cầu có chưa? Toàn cầu không có rồi. Anh Hùng, công ty Vận Phát. Anh Cần, công ty Xuân Trường. Anh Hùng, Hóa chất Việt Hoa. Em Hạnh, Thanh Mặt, anh Hạnh, Hạnh, Trần Lốt rồi. Chị Nguyệt, công ty Hoàng Gia. Chị Nguyệt, công ty Hoàng Gia có không ạ? Anh Tân, anh Quân, Hóa chất Hoàng Hà. Anh Trung, Hóa chất Tràng An. Tràng An, quê Tràng An. Anh Phong, công ty An Hòa. Anh Xéo, công ty Xeraco. Anh Hiếu, công ty Minh Hiếu. Chị Thơ, công ty Tư vấn Môi trường. Đó, hot girl, hot girl.
anh Theo Khí Công Nghiệp, anh Hùng Công Ty Hoa Việt, anh Hùng Hoa Việt đó ạ, anh Hoàng Công Ty An Thuận Phát, có biết anh là bên Thiên Thành Kim ạ, Hải Phòng, ai có biết là ai bên Thiên Thành Kim Hải Phòng, anh Liễu Công Ty Gia Lâm, nhà tài trợ tuyệt đối, anh Trường Xếp cho em, anh Trường Công Ty Trường An Hải Dương, có đại diện, có đại diện của Trường An Hải Dương đấy, ngồi bên này mà, chị Hà Công Ty Tham Vinh, chị Thu Công Ty Minina, anh Luận Công Ty Hóa Chất, bạn nào ở Công Ty Vân Long Hải Phòng, Hồng Nhung bên Công Ty Arvin International. Rồi, đó là 62 công ty thuộc group Hà Nội Travel Group của chúng ta. Rất mong chúng ta có một bữa gặp mặt, giao lưu vui vẻ. Mong mọi người có giao lưu vui. Rồi, giờ các em tiếp tục lên làm và giao lưu tiếp. Cảm ơn mọi người. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Tưởng mẹ anh đang nói với em.
I'm not sure.
Thank you.